được con tướng SSR anh em. Không biết là class gì đây. Con này mình có rồi. Ừ, đây rồi anh em ơi. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay là ngày thứ 5 của cái tựa game One Punch Man. À, bên server là ASEAN nha anh em. Ok, thì coi cái ngày thứ 5 nó có những cái gì. Ngày thứ 5 nó sẽ cho chúng ta là một cái vé quay xịn. Đó, cái voucher quay xịn nha anh em. Ok, và cũng như là một cái rương huy hiệu. Mở coi thử coi cái gì đây. À, được những cái huy hiệu à. À, thì ở trong cái tựa game này nó sẽ chia ra hình như là tới 4 trường phái. Sẽ có là tấn công vật lý rồi tâm linh rồi các thứ đó nè. Nó sẽ có những cái huy hiệu tương ứng ha. Ví dụ như là cái con này thì nó sẽ có cái huy hiệu nắm đấm nè anh em. Đây là tấn công vật lý nè. Đây, cái màu tím này nè là tâm linh nè. Rồi, cái màu xanh này là dạng như năng lượng gì đó nè. Đó, cái đó thì mình sẽ làm sau cho anh em coi ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ coi ngày thứ 5 là có những cái gì. Ok. Nhận thêm, cái này là kinh nghiệm để mở những cái vật phẩm này tặng thêm nha nè. Còn cái màu vàng này hình như là nạp tiền rồi mới có đấy. Cái thằng này nói chung là cái thằng này mình nhớ là hơi bị xịn nha anh em. Đây là thằng tướng là Zombie Man. Đó. Thì mình thấy nhiều ông top ở server ở bên này chơi khá là nhiều anh em. Còn không biết cái cách để mình là sở hữu cái thằng này như thế nào. Đây là cái vũ khí thức tỉnh này là sao nè anh em. Đấy. Còn muốn có được nó 10 mảnh nè, phải làm nhiệm vụ ở trong này, có thỏa cái điều kiện trong này nè anh em. Đó mới lấy được ha. Đấy, làm sao để có được ta đi nghiên cứu thử coi. Thư này. Úi dồi ôi, quà quá trời luôn. Quên lấy hết nằm bên này. Rồi ok. Quà 7 ngày đây nè anh em. Ngày thứ 5 bán vẫn bán. Ui được mảnh ngon hết nhờ. Ok. Shumi de hero yatteiru mono. Tập thập Saitama farm nè. Đấy. Ngày mỗi ngày anh em đều vào nhớ ứng vào trong này thu thập nha anh em. Ui, 3 sao luôn nè, ngon. 1 3 3 10. Ok. Trời ơi, 4 tiếng luôn. Trời, cái TV nó phải mất 4 tiếng luôn anh em. Tướng thì đang nói cái chủ đề về con này. Thì con này tên là Amaimat. À, đây là một con tướng SR. Nhưng mà cái sức mạnh của nó cực kỳ là ghê. Đánh đơn mục tiêu nhưng mà ở hàng sau nữa anh em. Đánh đơn mục tiêu cực kỳ là ghê luôn nha. Đấm xuống. Hôm qua thì mình đã chơi cho anh em coi rồi. Thì nhiều ông top á, lúc mà chưa có tướng xịn á, không phải tướng SR là ngon nha anh em. Tướng SR vẫn ngon. Đó, ví dụ như con tướng này, con Amaimat này. Mát đi em, gọi là mát đi. Thì cái đam của nó cực kỳ là hổn luôn. Đó, tí hồi nữa mình sẽ chơi cho anh em coi. Còn bây giờ mình sẽ là quay thêm tướng đi anh em nhờ. Quay thêm tướng đi. Ok. Đang có 3.700. Bên này nó cứ gạ mua mà không có nhận được quà chứ trơn. Đây, quay một phát ri bên này thử coi. Tướng R. Ok. Quay cùi trước đây nè. Quay cùi trước đi. Đang có 3 vé. Đây là vé cùi hả nè, này là quay sẽ được tướng N nữa. Thì con cóc này là tướng N. Ui tướng R là ngon nè anh em. Tăng top Tiger. Rồi ok, tướng R cũng ngon. Tướng R là cũng như được gọi là nhân phẩm anh em. Ok, bên này mình đang có 6 vé. Và cũng như là mình mua sẽ mua thêm 4 vé nữa. Sẽ quay một phát X10 cho anh em coi. Thử coi coi có ok hay không. Đây sẽ có một vài con tướng sẽ mạnh đây nè, tướng SR sẽ mạnh. Như ví dụ như con này. Con này nè, con gọi là gì đó. Tornado, Tornado khá là mạnh anh em. Cần thiết anh em chơi nè, Master Top Master nè cũng mạnh nữa nè anh em. Ok. Dược phê rồi, hy vọng nó sẽ ra được tướng SR. Bữa giờ là cứ quay hoài mà không ra nổi anh em. Rồi, ra tướng rồi. Hy vọng sẽ được con tướng SR anh em. Không biết là class gì đây. Con này mình có rồi. Ừ, đây rồi anh em ơi. Đây màu vàng là SR đây chứ đâu. Ngon lành thực sự. À, Kabuto. Ừ, đây ngon thực sự. Ok bạn.
Rồi không được một con SR, được con SR mà còn được thêm một con SSR, anh em ngon thực sự luôn nha. Ok, mình sẽ cho vào team của mình luôn. Trời ơi, em nó đầy chứ đâu anh em. Để mình à nghiên cứu thử coi mấy ông top là có chơi cái con này không, mình sẽ build, nhưng mà thôi vẫn phải lấy nè. Dạ, có SSR chơi vẫn được rồi, đừng có gọi là gì ta. À thiếu phải không? Đừng có gọi là chê hay gì đó này nọ, kén chọn hay này nọ, có SSR chơi là được rồi. Test thử SSR anh em coi nha. Từ để mình quét phát cái đã, nâng cho em nó mạnh mạnh tí anh em, cho nó gánh tim chứ. Ok, 25. Ô vẫn được lên anh em, vẫn lên được, vẫn lên được lam cộng 1. Ui ui, Saitama đấm là phải gọi là ok anh em. Hết thể lực rồi, mua thêm thể lực nha anh em. Đây, ôi nguyên ngày nay chưa có lóc vào luôn, làm đóng đồ tặng quà đồ các thứ cũng lên thể lực, tặng cho team bạn á nè, thêm bạn rồi tặng quà cho bạn á, rồi bạn tặng lại thể lực cho mình. Ok, vậy là được rồi. Giờ cộng skill nè, thằng mát cái đã mới lên được cái limit. Đi lên. Ok, thiếu một cái. Ok, cho anh luôn. Đây, ok đó anh em, ngon thực sự. Lên được một cái sẽ nhận được quà trong này. Làm sao để tặng nhận được cái con tướng zombie man này nhỉ? À, quên nhận quà ngày hôm nay đó nè. Trời ơi, có một cái voucher chờ làm quên chưa nhận. Chưa nhận làm mà tốn hết là mấy trăm kim cương rồi nè. Nhưng mà thôi, nó vẫn đáng. Ok, mua luôn. Không kim cương, mua luôn. Anh em chú ý những cái quà riêng này nha. Rồi ok, đi đãi cho anh em coi. Đấy, giờ coi lại top của mình cái đã. Đây nè, tí test my mask cho anh em coi luôn. Giờ bỏ thằng này ra đi, thay này vào, đó. Test cho anh em coi, đánh đấm như thế nào. Ủa, xong quá nhiều một ủa lên level nữa chứ. Ồ, lên level nó sẽ bắt anh em là trải nghiệm tính năng nha anh em. Bấm vào trong này đi, đâu đây. Ok, 1/2. Thôi cái này từ từ rồi nghiên cứu rồi nè. Biểu giờ ra ngoài kia, ra ngoài kia đi test tướng cho anh em coi. Test SSR trước cho anh em. Ok, làm một mớ kinh nghiệm bên này. Vào trong rồi, ok vào rồi anh em. Test thử nha. Đấy, búp cho con SSR đầu tiên nha anh em. Úi dạ, không phải con này chơi xong rồi tới con SSR chơi. Ok. Ủa sao đấm thường vậy ta? Như là hết năng lượng anh em, hết năng lượng. Đây, cỡ này là chơi được rồi nè. Nó chết đứa nào nha. Justice Crash. Đấy. Ủa vô tôi. À, con này cũng thuộc gọi là một con mạnh nha anh em. Cũng thuộc gọi là tướng mạnh đấy. Ok, được của nó anh em. Đây, đấm hơi bị ghê, tuy tướng SR mà đấm hơi bị ghê anh em. Tướng SR chứ. Ba này chắc rất sao rồi anh em ơi. Để mình build cho con SR này mạnh tí. Quá. Cái này là Khải mình đang bị vướng nha anh em. Khải mình đang bị vướng. Mày, thấy ghê chưa? Mạnh lắm anh em. Con SR của mình thì nói chung là cũng khá là nhiều người chơi đó anh em, chứ không phải là không chơi đâu. Con này cũng thuộc gọi là top đấy nè. Ok, được của nó anh em. Thì em nó là chưa có mạnh lắm, nên ghi cho tụi nó cái đã. Quên để săn đồ nè, có một cái ải là để săn đồ nữa nè. Đi
tham gia săn đồ đó, chúng ta phải là vào trong tổ đội để săn đồ cho trong team đây, cái huy hiệu này đây. Ôi, đóng team là ta, đi solo hả? Ngày hôm nay phải đi solo đúng không? Đây, thay tướng mới vô. Ok. Cái con SSR của mình mới anh em thì nó là đợt là gặp Saitama rồi. Nhưng mà nó gồng lên ghê gớm lắm, ở trong một cái phòng thí nghiệm á. Nó gồng lên ghê gớm lắm nhưng mà vẫn bị Saitama đấm rồi lại dính tường. Ok. Mày. Được, con SSR của mình ngon nha anh em, không phải là cùi đâu. Một đò. Again, một lần nữa. Tại anh em cứ farm mà như thế này nó không có skill anh em. Anh em cứ farm đồ cho những cái con tướng của mình. Cái con gì? Cái con màu xanh xanh là giống con cá bên kia đó anh em. Nó cũng khá là mạnh, nó nhiều bạn cũng chơi lắm, nhiều con tớ cũng chơi lắm. Ở bên này thì ui được. Saitama ra. Ok, đó, được đồ anh em. Đấy, được cái quần đó nè. Đây, mình sẽ cho anh em coi là cái cách mặc đồ cho tụi nó. Nhiều con chưa có đâu, như con tướng này nó chưa có đồ đó nè. Đây. Một cái giày. Một cái quần. Tăng lên đó nè. Ủa, hết được tăng cấp rồi. Lên level HP, cái này là armor, attack. Lên. Ok, bây giờ cứ build cho con SSR này gắn team nha nè. Máy quay hoài cũng phải ra tướng chứ đúng không nè. Quay hoài cũng phải ra tướng chứ. Cứ ra tàn tướng cùi không cũng hơi buồn. Ôi. Vẫn có thể cho nó lên được nè anh em. Ba, 28, 34, ok, 17 cái nữa nè anh em. Mua thêm. Đây, ta có thể lấy một quà bằng ở bên này, thể lực nha anh em. Đây là chợ nè. Đấy, dư giả. Ui, 6 á, ui, chán. 17, 18, ok. Lên 5 cộng 2. Đấy. Cho lên level 34 luôn. Được anh em. Skill bên này thì chưa có lên được nữa. Tám 40 kim cương. Huy hiệu 8 này là không có cần nè. Một vé quay Refresh free. Hai cái để lên lam cộng 2. Ok này ngon. Để đi chợ được nha anh em. Cái này có thể farm nha anh em. Mua thêm luôn 3 lượt nữa chả sao. Mỗi lần đi chỉ có được rồi ok đủ rồi đó anh em. Lên tăng sao nha, là tăng sao nha. Đấy. Con đường của nó nè. Con này tuy không có, để mình coi mình chọn được nó làm ảnh đại diện hay không. Nhiều tướng quá nè. Ủa không có được anh em ơi. Không có chọn làm ảnh đại diện được. Đấy, con Sonic này tuy là tướng SSR nhưng mà khá cùi nha anh em. Thì anh em theo dõi kênh của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Nếu anh em quan tâm về cái tựa game này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái hướng hướng là sưu tầm nhân vật. Ủa, Đại Ly mở thêm ải mới rồi. Hướng sưu tầm nhân vật của cái tựa game này là nó như thế nào, mình sẽ làm video cho anh em coi. Đi đại này thử coi nó đánh cái gì. Ủa con heo.
Không biết con đó là con của ai đây nè. Những cái con thứ này chắc là nó auto nó cho chúng ta mượn đó nè. Này dạng như là cái ải thăm vàng ha. Ấy thì cái hướng của cái tựa game này là một vài tướng ở. Ví dụ như là cái con bọ hung này của mình là một trong số những cái con tướng SSR được chọn à, được chọn để mà chơi team lâu dài ha anh em. Mình sẽ tham khảo các top ở bên này thử coi họ là cần chơi những cái con tướng gì. Ví dụ là như cái con Zombie Man hồi nãy của mình là cho anh em coi đó, thì con đó cũng là một con số tướng SSR khá là ngon và nhiều là ông top để lấy của nó về chơi nè. Không có skip nha nè, đây là thằng này mỗi lần chơi skill nhìn mặt nó hài thôi. Này đánh đơn mục tiêu cực kỳ là mạnh luôn nha anh em. Mình đang có là một con SR ngon và một con SSR cực ngon à. Sau thêm vài con tướng SSR nữa là coi như là team mình đầy đủ đội hình rồi. Thì tự game này nghe nói là nông dân chơi vẫn là ok, vẫn là có được tướng ngon luôn nha anh em. Không cần nạp, nông dân chơi không cần nạp vẫn được tướng ngon luôn. Đây là bản quốc tế thì nó dễ thở, nhưng mà không biết khi mà đem về Vina Game thì không biết có khó thở nó còn dễ thở nữa hay không, thì cái đó để mình hy vọng để coi cái sao đây. Rồi ok, đó video ngày hôm nay anh em thấy hay đừng quên like share dưới video của mình cảm rất nhiều nha.